Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và nhầm chào các bạn đến với Tarot Bánh Quy và mình là bà cô già của các bạn đây. Không, và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip, nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa, mình là bà cô già của các bạn đây. Thì mình có một kênh Tarot thứ hai là khu vườn nhỏ của Andy. Ở kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm, còn ở khu vườn nhỏ còn nhận của Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self love, về phát triển bản thân giữa đáng tuần giữa đáng tháng. Thì nói chung thì hôm nay thì mình sẽ làm là giữa đáng tháng 6 á, thì ở đây mình có sẵn 3 tụ bài, tụ 1, tụ 2, tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích, mình sẽ bắt đầu giải bài sau một khoảng thời gian ha. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì trước khi đi vô phần giải bài thì có thể mình sẽ kêu gọi các bạn subscribe kênh giúp giùm mình. Bởi vì YouTube kêu mình làm cần phải kêu gọi mấy bạn subscribe đi, bởi vì mình cứ kêu có một lần thôi nên thì mình kêu sẽ nhiều hơn một lần. Thì bây giờ mình sẽ đi qua phần công việc cho các bạn ha. Thì đối với công việc trong tháng 6 này thì hình như mình chết rồi. Công việc tình cảm, đúng rồi, công việc quên, để thôi lộn tụ. Công việc của các bạn trong tháng 6, các bạn có la 10 kiếm, 10 of swords, có six of pentacle, 6 tiền, 8 tiền, 8 of pentacle, với king of wands là king of wands. Thì đối với ba lá này á, thì mình nghĩ là trong cái tháng 6 này, mặc dù bài lên 10 kiếm nhưng mà mình vẫn thấy khá là bận rộn. Lúc đầu mình thấy 10 kiếm mình nói ủa gì cúp cuộc làm tháng này làm gì, nhưng mà cuối cùng tháng này vẫn sẽ có cái để làm. Cái thứ mà bạn làm á, sẽ là cái thứ mà bạn, mình gọi là đã lên kế hoạch hoặc là đã chuẩn bị sẵn rồi. Bởi vì cái này không phải là cái mình gọi là nó ngẫu nhiên phát sinh đâu, nó là cái bạn đã có một cái tinh thần, một cái bước đệm. Và cái bước đệm này nó đến từ đâu thì mình không chắc, nhưng mà ít nhất là bạn có tiền để bạn làm. Cái thứ hai là bạn biết cách phát triển nó, tại vì từ 6 tiền lên 8 tiền tức nghĩa là có sự gia tăng. Cái thứ ba nữa là có king one. King one thì lúc nào bài lên trong công việc mà có king one thì lúc nào mọi việc nó cũng sẽ phải được vận hành, vận động, hoặc là nó phải phát sinh một cái gì đó. Thì King One cũng là người khá là giỏi trong cái việc gọi là xây dựng. Thành ra có thể cái điều mà bạn làm trong cái tháng 6 này ấy, nó sẽ liên quan nhiều tới những cái gọi là dồn tâm tư vật chất, hoặc là dồn cái năng lực của bạn vào một cái mảng nào đó mà cái mảng này có thể trước đó bạn không nghĩ tới, hoặc là bạn không có mong đợi, hoặc là bạn cũng không kỳ vọng luôn. Tại vì 10 kiếm ở đây có nghĩa là tôi chạy theo con ngựa này và tôi đi, còn đi tới đâu tôi cũng không biết, nhưng mà ít nhất tôi làm thử, tôi muốn làm một cái gì đó. Còn cái gì đó là cái gì thì mình cũng chưa biết. Rồi đối với bạn nào mà đang cảm thấy cái công việc của các bạn nó bị dậm chân tại chỗ, hoặc là nó kiểu giống như là mọi thứ nó đều á, thì mình thấy là các bạn cũng không có ý định thay đổi, mặc dù trong thâm tâm các bạn biết rằng là mình nên thay đổi cái gì đó, hoặc là mình có khao khát mong muốn thay đổi. Nhưng nhìn chung thì bạn cảm thấy giống như là mình cũng chưa định thay đổi được cái gì cả, nên tốt nhất bây giờ mình duy trì. Nhưng mà theo tinh thần là bạn vẫn muốn chuyển, muốn làm một cái gì đó khác, hoặc là muốn có một cái sự công nhận, một cái sự đánh giá. Và cũng có thể trong tháng này một số bạn chọn tụ số 1 á, công việc của các bạn sẽ được giao một cái trọng trách, hoặc là các bạn được điều phối, được chỉ định, hoặc được làm thêm một cái việc nào đó. Có thể nó nằm, mình không gọi là ngoài vùng phủ sóng của các bạn, nhưng nó có thể không thuộc vào trách nhiệm của các bạn, nhưng mà trong nghiệp vụ, trong cái lĩnh vực của bạn, bạn có thể làm được. Và cái này nó có thể làm một cái gì đó. Cái mà mình thấy ở đây là cái mảng công việc đó, hoặc là cái việc mà các bạn có thể đang làm, hoặc là các bạn muốn làm á, mình thấy có vẻ như nếu mà nói mà để chui rèn á, thì mình thấy cần thời gian. Còn nếu mà để mà gọi là phát triển lên thì mình cũng thấy là bạn chưa đủ năng lực, hoặc là chưa đủ tiềm lực.
Nhưng mà ít nhất á, nếu mà bạn đang cảm thấy cái công việc, cái mà bạn đang có với cái yêu cầu của ai đó giao cho bạn nó hơi bị mâu thuẫn, nó hơi có trục trặc á, thì mình nghĩ là nên nhận mà cứ làm đi, bởi vì mình nghĩ là có một cái sự nâng cao năng lực, có một cái sự trao dồi nào đó ở đây. Còn nếu bạn nào đang có ý định chuyển việc, tìm việc, đi tìm một môi trường mới á, thì mình nghĩ là bài này nó không khuyến khích lắm, nó không có định hướng rõ ràng, nó nói là nên cân nhắc lại, nên chuẩn bị lại. Thì bây giờ mình sẽ qua gọi là các mối quan hệ tình cảm và các mối quan hệ nói chung và tình cảm bạn bè gia đình nói chung. Bạn có King of Pentacle, bạn có Knight of Pentacle, bạn có Hangman, Ace of Wands. Đối với cái bài này lên đó mà hỏi là trong cái tháng 6 này chuyện tình cảm của bạn nó sẽ như thế nào, mình thì mình thấy là trong các mối quan hệ nói chung á, thì mình nghĩ là có nó có một cái sự tiến triển. Sự tiến triển này á, thì nó đến từ, mình cũng không biết là cái mối quan hệ này nó đến từ đâu, nhưng mà kiểu giống như là nó đến từ một cái môi trường chung, không phải là môi trường riêng. Có thể là bạn sẽ gặp người này thông qua môi trường công việc, đi đến một cái nơi nào đó làm một cái chuyện gì đó, nhưng nó dạng ngẫu nhiên, nó không phải là dạng giống như là có chủ đích nha. Giống như ví dụ như là tự nhiên bạn không thể nào bạn nghĩ là tự nhiên mình đi đóng tiền học rồi mình lại gặp bồ mình, hoặc là tự nhiên mình đi uống cà phê mình lại gặp một người nào đó. Tức nghĩa là nó sẽ rất là ngẫu nhiên, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bạn đang cảm thấy cái mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là liên quan đến đến những cái câu chuyện bạn bè, câu chuyện về kết nối gia đình, hoặc là những cái môi trường chung khác như là công việc hoặc là việc học á, bạn thấy bạn đang bị, một là tách rời, hai là bạn cảm thấy mình không thuộc vào một cái môi trường nào đó, thì có thể cái cảm giác đó đúng. Một phần nó đến từ nguyên nhân từ bên phía bạn, một phần nó đến nguyên nhân từ bên phía người kia. Tại vì mình thấy bản thân bạn không có muốn mở rộng, bạn không có muốn phát triển nó lên, nhưng mà đứng ở bên cái góc độ của người kia, tức nghĩa là những cái người môi trường ngoài hoặc là những cái người khác, họ lại nhìn thấy bạn là một người kiểu giống như là họ nhìn thấy, một là bạn hơi xa rời, hai là bạn cảm giác giống như là bạn không phải là cái kiểu người mà họ có thể hợp để chơi, hoặc là bạn khó gần, khó chịu một chút xíu. Nhưng mà cũng không ghét nhưng cũng không thương. Đối với cái bài này, nếu mà nói mà theo kiểu là trong cái tháng này có nhiều biến chuyển nào đó về chuyện tình cảm hay công việc, về chuyện tình cảm và các mối quan hệ nói chung hay không á, thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái thay đổi. Bởi vì có Ace of Wands, nhưng mà mình cũng không thể nói cụ thể được cái Ace of Wands này nó là thay đổi, nó sẽ đến như thế nào. Tại vì mình thấy cái cảm giác, cái trực quan của mình là một cái gì đó nó hơi lắc léo, nó có cái gì đó nó không có rõ lắm. Mình thấy nó giống như là tự nhiên nó giống như cái cây đèn, tự nhiên nó bật lên nó sáng, cái nó chói hết nguyên cái đèn, nguyên cái khu này. Chứ mình cũng không nghĩ nó là kiểu giống như là đèn điện bật lên xong rồi cái nó sáng bạc, nó sáng lên từ từ, mà là giống như đùng phát, cái giống như là sáng lên một phát vậy. Rồi đối với những bạn nào còn độc thân á, thì trong cái tháng 6 này mình thấy bản thân của các bạn, ngoài cái việc mà các bạn tập trung vào cái câu chuyện, một là công việc, hai là dự định phát triển cá nhân của các bạn á, thì mình thấy các bạn cũng sẵn sàng đón nhận một cái tình yêu mới. Bạn cũng sẵn sàng đón nhận nếu có một cái người nào đó mà bạn đang để ý, bạn đang thầm tia họ, bạn đang thầm để ý tới họ, bạn có một cái kết nối nào đó, hoặc là thậm chí giữa bạn với họ nó có những cái tiếp xúc, có những cái kết nối nhất định, nhưng mà nó chưa xác định được tình cảm á, thì có thể trong tháng này nó sẽ có một cái manh nha, một cái tin tức, một cái động tĩnh nào đó nó thay đổi so với cái thời điểm trước. Bởi vì dù gì thì Ace One nó cũng sẽ là một cái kiểu giống như là bước di động rừng, hoặc là kiểu giống như là sẽ có một cái sự chủ động, một cái hành động, một cái gì đó nó đến. Còn đối với những bạn nào mà hoàn toàn không có đối tượng thì mình nghĩ có thể là bạn sẽ tập trung nhiều vào việc phát triển bản thân. Đối với bạn nào mà có người yêu rồi, hoặc là có những cái mối quan hệ xác định rồi á, thì bài của bạn á, nó sẽ liên quan nhiều đến cái câu chuyện là tôi cảm thấy rằng cái mối quan hệ giữa tôi và người này nó có thể phát triển, nó có tiềm lực, nó có tiềm năng, nó có những cái cơ hội nhất định. Nhưng mà giống như là mình cảm thấy á, đó là mặc dù hai người, hoặc là trong cái mối quan hệ giữa hai người, bạn cảm thấy nó có cái cơ sở để phát triển, nhưng mà cái nền tảng của cái mối quan hệ này là hangman, thì nó có thể giống như là nó không hề cho mình một cảm giác của sự cam kết, mà ở phía trên lại còn lá của King of
Pentacle. Cái lá này thì nó luôn luôn cho mình cái cảm giác của việc là một cái sự tham lam, giống như cái lá được của The Devil, một cái tham lam, một cái gì đó nó mong chờ, nó khao khát một cái gì đó mà ông này ông giống như là tao thật ra tao cũng không có thèm ăn táo đâu, nhưng mà bởi vì kiểu giống như là tại giờ tao chán quá, tao rảnh quá, có tới táo tức miệng tao hình tao ăn vậy thôi, chứ cũng không phải là tao thèm. Thành ra mình nghĩ cái tinh thần đó nó gắn với cái mối quan hệ này theo kiểu như thì mình quen nhau thì mình quen, còn mình không quen nhau thì thôi. Mình vẫn cảm thấy nó không có một cái sự bền chặt mật, mặc dù một bên là Night Band, một bên là A1. Night Band thì có thể chắc ăn hơn á, tức nghĩa là muốn đi tìm một cái mối quan hệ, một cái kết nối mang tính chắc chắn và đảm bảo. Nhưng mà cái bên A1 thì mình cảm giác nó tùy hứng tùy cơ lắm, nó không có một cái chốt hẹn, nó không có một cái gì đó mà theo kiểu giống như là nó giống như ngọn lửa hoặc là một cái ngọn đèn đó, sáng lên là sáng nhưng mà cúp điện rồi vẫn hết điện, hết xăng, hết dầu, hết lửa, hết nến gì đó thì nó sẽ tắt. Mình cảm thấy nó theo mùa, nó không có cố định. Về thời vận và sức khỏe của các bạn chọn tuổi 1 ha, thì các bạn có lá Ace of cái này hình như Five of One. Bạn có Two of Bowls, King of Stone tức nghĩa là King of Pentacles một lần nữa, và bạn có Queen of Arrow, quên mất tiêu rồi, hôm kia mới tra xong. Đối về thời vận và sức khỏe của các bạn, bài của các bạn lên khá là nhiều lá hoàng gia hả, 1 lá 2 lá 3 4 5, tức nghĩa là trong tháng này sẽ có nhiều cái sự kiện, nhiều cái người hoặc là nhiều cái gì đó liên quan đến yếu tố người. Yếu tố người đây tức nghĩa là sẽ có những cái nhân vật xuất hiện, sẽ có những cái câu chuyện nào đó liên quan đến một cái nhân vật, một cái tình huống nào đó cụ thể mà ở đó có người tác động vào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là thời vận của các bạn thì mình nghĩ nó không phải là thời vận động. Thời vận động tức nghĩa là thời vận nó không có đứng yên, nó động á, nhưng mà nó hơi kiểu giống như là nó cũng không mang tính gọi là quá biến chuyển, bởi vì mình cảm thấy giống như là nó giống như là nó làm sao nhỉ, kiểu giống như là có chuyện đến thì giải quyết, không có chuyện đến thì thôi. Giống như là mình thấy lá năm gậy ở đây nó là một cái gì đó giống như là tao là con sư tử, ở đây là có một con sói, ở đây có một con thiên nga, ba đứa mình không có liên quan gì tới nhau, tao trong rừng, mày trên núi, còn con này nó ở dưới hồ, thì có muốn làm gì nhau thì cũng không được, tại vì mình cảm giác hai gậy trong bộ này thì nó cũng không có làm cái gì cụ thể. Thì thời vận của các bạn mình nghĩ đó là gọi là án binh bất động thì sai, nhưng mà gọi là bùng binh thì nó cũng không đúng, mình gọi là tùy hỷ hoặc là tùy biến đi ha. Còn đối với sức khỏe thì mình nghĩ là có vẻ như các bạn tập trung nhiều vào việc hồi phục, vào việc gọi là làm sạch, cũng như là mình cảm giác các bạn muốn có một cái sự giải phóng năng lượng. Mình cảm giác rất là nhiều năng lượng, mình cảm giác rất là nhiều cái gì đó muốn bứt ra, muốn phá ra, muốn vỡ ra, muốn lột xác, hoặc là giống như ông này là giống cháy bừng lên kiểu giống vậy. Còn bệnh tình hay là vấn đề khác thì mình không thấy, mình chỉ cảm giác là các bạn, nếu các bạn giải phóng được cái năng lượng này ra thì các bạn sẽ tốt hơn. Bây giờ mình sẽ qua chọn tụ số 2 ha, chào các bạn. Thì nói chung mình sẽ phải kêu gọi các bạn subscribe cho mình, bởi vì YouTube nó kêu đó. Tại vì mình kêu subscribe có một lần thôi, nên thành ra các bạn chịu khó nghe giùm mình nhiều hơn một lần nha. Nãy giờ tụi nào mình cũng có nói, nên thôi kệ, tới tụi này cũng phải nói nhầm. Để mình kéo bài lại bớt. Mình sẽ đi từng phần. Đây là phần công việc của tháng 6 ha. Thì chúng ta có lá The High Priestess. Bạn có The Moon. Đã High Priestess rồi còn The Moon. Vừa có hai viết tiệc, vừa có được moon là thấy ớn rồi đó. Tôi thấy ớn rồi đó, 5 tiền nữa nè, đẹp rồi đó, xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Và cuối cùng là bạn có Queen of One. Ai giời ơi, nếu mà bài này lên á mà nói theo kiểu là công việc trong tháng ngày à, thiệt lòng mà nói á, thì mình cảm thấy là trong tháng này công việc của các bạn nó là đầu voi đuôi chuột. Nhìn thì tưởng là có việc làm, nhưng mà gấp cuộc lại không có việc làm. Tưởng không có việc làm nhưng mà lại có rất là nhiều việc phải làm. Bản thân của các bạn trong cái tháng này tâm bất ổn, mọi thứ nó đều không có ổn. Ngay cả cái công việc của các bạn mình cũng không thấy nó ổn. Nội tình có vấn đề.
Nội tình này nó đến từ bên trong lẫn bên ngoài, bên trong nhà, bên trong các bạn, nhà bên ngoài là bên ngoài công ty. Nó có cái gì đó liên quan đến chuyện là nếu mà bản thân của các bạn cảm thấy nơi này không phải dành cho các bạn nữa thì ok, cuốn gói đi. Nếu mà bạn cảm thấy giống như là nơi này là mình còn có thể ở lại được nữa thì ok, thay đổi thái độ. Tại vì bạn đang kiểu rất khó chịu, đặc biệt khó ăn khó ở, khó chịu với môi trường xung quanh. Giống như giờ tao ở ban đêm, nhưng mà tao thích ban đêm, nhưng mà tao phải đi làm ban ngày, hoặc là kiểu như tao muốn ban ngày tao rảnh nhưng mà rút tao bận cho tới tối khuya luôn. Tức nghĩa là mà bài lên á, thường quyên quan á, thì thường nó sẽ liên quan đến the sun, hoặc là liên quan đến cái gì đó gọi là tươi mới, vui vẻ, năng động. Nó hoàn toàn nó mâu thuẫn với the high British, nhưng nó cũng hay mâu thuẫn với the moon luôn. Nói chung là năng lượng nó rất là ngược. Cái chỗ làm này thị phi dữ lắm, hoặc là nó có những cái gì nhỉ, gọi là cái sự bè bè phái phái á. Nhưng mà nếu mà nói theo kiểu quá bè lũ thì cũng không đúng, nhưng mà nói nó không có bè thì nó cũng sai. Tại vì mình cảm giác cái bè này là kiểu giống như ai cũng ngồi trên bè, xong rồi tới lúc nào có chuyện thì ok, xô đứa này xuống là xong chứ gì. Tại vì mình thấy là nó lục đục, nó lũng đoạn rất là cao. Nếu mà bạn ở lại cái môi trường này á, bạn làm á, thì mình nghĩ là cũng có cơ hội đi lên. Tại vì chỗ này thật sự là có cơ hội đi lên cho các bạn. Nhưng mà vấn đề là với cái tâm tính của các bạn, với cái tinh thần của các bạn, với cái kiểu người của các bạn, mình có muốn ở lại không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bản thân của các bạn là người mình cảm giác rất là nóng, hoặc là kiểu người có thể nguội ở ngoài nhưng trong bụng nó là một cái lò lửa, mà một khi mà cái lò lửa đó nó phun trào là coi như là dẹp đấy. Thành ra mình thấy là bản thân của các bạn đang có một cái suy nghĩ là nếu mà một ngày nào đó mà mình phát khùng lên á, mình phát tiết lên á, thì sẽ như thế nào. Ngoài ra nữa là mình cảm giác các bạn đang muốn chuyển. Có thể là mình không rành lắm là các bạn sẽ chuyển hướng hay là chuyển ngành. Nhưng mà nếu mà bạn chuyển cái này là chuyển hướng á, tức nghĩa là đi từ công ty này qua công ty khác thôi cùng ngành á, thì mình nghĩ là cái nền của các bạn là có. Còn nếu bạn định đi theo kiểu là chuyển ngành á, thì mình nghĩ là cái ngành mới này nó sẽ không liên quan gì tới cái ngành cũ, hoàn toàn không có liên quan một cái gì hết. Và nó là một cái gì đó mà có thể giống như liên quan tới kinh doanh, mua bán, liên quan đến những cái hành động, những cái công việc mà nó đòi hỏi sự linh động, năng nổ, nhiệt tình, có KPI, có một cái gì đó nó vui vui hơn. Còn cái cũ này thì mình cảm giác giống như là tao không thích nó đau lắm đâu, nhưng mà bởi vì tao học ra, tao tốt nghiệp với cái bằng đó, với cái ngành nghề đó, nên tao làm gì thôi, và tao cũng có kinh nghiệm ở đó, hình như tao làm. Chứ nói tao thích hay không thì không hẳn là tao thích. Nhưng mà có một cái điều nghịch lý ở đây, đó là công việc của các bạn nó lại tỷ lệ nghịch với cái phần tiền nha. Tức nghĩa là bạn làm cái phần công việc mà đúng cái ngành của các bạn thì có vẻ tiền nó tốt hơn, nhưng mà bản thân của các bạn mình thấy cũng không phải vấn đề tài chính, nó sẽ là vấn đề lớn. Nếu mà bạn nào cảm thấy giống như là mệt mỏi quá thì về với má, tại vì mình thấy có má nuôi đó. Nói chung mình thấy gia đình bạn có điều kiện, ít nhất là cũng là gia đình mình nghĩ không tệ đâu. Nhưng mà trên tinh thần của các bạn là bạn không có muốn phụ thuộc vào người khác thôi. Chứ mà đứng ở góc độ của bài lên thì mình thấy các bạn giờ có nghĩ, mình nghĩ cũng không sao, chỉ là không thích làm nhà báo thôi. Đối với bạn nào đang có ý định chuyển ngành, chuyển nghề, đi tìm một công việc mới hoặc là đầu tư làm ăn, thì bài này nói giống như là hãy đợi đến cái thời điểm mà mùa hè, hoặc là đợi đến một cái thời điểm khác tốt hơn. Nói chung thường Vinh Quang là hè, mà tháng 6 thì cũng hè, nhưng mà mình cũng không biết hè này là hè nào. Nói chung mình nghĩ hè này là cuối hè, tại vì Vinh Quang thường là phải cuối chứ nó không thể đầu được ha. Bây giờ mình sẽ qua tới phần gọi là các mối quan hệ tình cảm. Nói chung thì chúng ta có lá 6 cốc, 6 cốc nước qua đầu luôn, 5 cốc ủa 4 cốc, ủa 5 cốc. Tụi này có vẻ vui, nước nhiều lắm. Rồi bạn có Nine of Pentacles. Rồi bạn có lá The Hierophant. Đối với mình đó, mà ba lá này lên đó, mà hỏi về tình cảm với các mối quan hệ thì nó cũng mắc cười. Nói chung á, đối với cái bài của các bạn mà hỏi là theo kiểu giống như là trong tình cảm, trong các mối quan hệ nói chung tháng này nó sẽ như thế nào á, thì mình cảm thấy là nếu mà nói theo kiểu là có một cái gì đó mới thì mình nghĩ là không, nhưng mà nói có cái gì đó nó cũ á thì mình sẽ nói có. Tại vì cái cũ này nó liên quan tới việc là tôi sẽ có một cái quyết định, một cái hành động, một cái sự cân nhắc,
một cái đắn đo nào đó ở đây về một cái mối quan hệ nào đó mà tôi không biết cuối cùng là nó sẽ đi hướng nào. Bởi vì bản thân bạn, mình gọi là bạn hiểu rõ cái cảm xúc của bạn nhưng bạn không hiểu rõ. Nó hơi kỳ nhưng mà đại loại là bạn biết cái câu chuyện đó, cái mối quan hệ đó, cái vấn đề đó, cái người đó là như thế nào. Một phần bạn hiểu là như thế này, một phần bạn hiểu là như thế kia, phần nào cũng đúng. Bây giờ hỏi là có muốn giữ mối quan hệ đó không? Trả lời sẽ là không có, không biết, không chắc. Nhưng mà hỏi có muốn bỏ không? Ta cũng không biết luôn, rồi mình cũng không biết mấy bạn muốn gì luôn. Nói chung bạn cứ thả trôi cái mối quan hệ này, giống như là giờ tao đem cá ra tao thả, nhưng mà tao tiếc là tao nuôi con cá này nên tao không thả, nhưng mà tao biết là tao phải thả nhưng tao không muốn thả. Đó là câu chuyện của các bạn. Cái nói chung cái mối quan hệ của các bạn trong cái tháng 6 này là một cái đống xà bần, mà xây lên thì cũng không được, nhưng mà đập đổ hết thì tiếc công. Nếu mà trong thời gian này bạn có đang xây đắp một cái mối sự kết nối nào đó, thì mình nghĩ đó là một cái gì đó nó vui vui, nó là cái gì đó mới mới, người này có vẻ thú vị và lớn tuổi hơn các bạn ấy, ít nhất là trưởng thành hơn các bạn. Đối với những bạn nào độc thân vui tánh thì bài lên vẫn tiếp tục độc thân và vui tánh. Tánh của các bạn thì vui, mình nghĩ quen với các bạn cũng ok. Nhưng mà ý của mình ở đây đó là kiểu làm sao ta, kiểu giống như là cái tính của bạn, mình nghĩ là thu hút người khác thì có, nhưng mà để một cái người nào đó mà thật sự bạn có thể thích, có thể yêu, có thể quen thì mình nghĩ hơi khó. Khó ở chỗ là bạn không có muốn quen, thứ hai bạn chọn rất kỹ, thứ ba nữa là không vừa tầm, không xứng đôi, là không quen. Ngoài ra nữa bạn cũng là một người mình thấy khó quen, bởi vì cái tính của bạn nó có hierophant thì thường mà đã dự đi chung với hybrid thì người này nói chung tính tình khó ăn khó ở lắm. Thành ra để hiểu được bạn, để nắm được bạn khó, để thông cảm với bạn cũng khó, để hiểu cái tính nết cũng khó, và để chạm vào cái thế giới bên trong bạn cũng khó. Thành ra mình cảm giác giống như là để người này quen được, hoặc là một ai đó có thể quen được bạn, thì trừ khi bạn mở lòng, trừ khi bạn yêu họ, bạn thay đổi cái nết na của bạn thì còn được. Đối với bạn nào mà gọi là có đôi có cặp rồi, có mối quan hệ rõ ràng rồi, thì trong cái tháng này cái mối quan hệ của hai bạn mình cảm giác nó đầm xuống một chút xíu, bởi vì mình thấy một bên khá là bận về công việc, bận về đời sống cá nhân riêng tư, họ có những cái tâm tư. Hoặc có thể làm trong cái mối quan hệ này, trong hai người có một người cảm thấy không được yêu thương, không được nâng niu, không được trân trọng, không được bảo bọc, không cảm nhận được tình yêu. Họ cảm thấy cái câu chuyện tình cảm này là câu chuyện một chiều, hoặc là họ cảm thấy tôi cần tình cảm nhiều hơn, tôi cần sự sẻ chia nhiều hơn. Tôi muốn có một cái gì đó mới mới hơn, tôi muốn được. Nói chung mình luôn luôn cảm thấy trong bài này có một cái người nào đó rất là khao khát được công nhận, được yêu thương, được cái gì đó ở đây ấy. Nhưng mà cái người còn lại mình cảm giác cho hay kiểu hơi miễn cưỡng. Và cái mối quan hệ này thì mình cảm giác giống như là nước qua đầu rồi đó. Thì giờ còn có hai cái càng đó, thì một là bơi lên, hai là qua luôn. Giống như là cua luộc á, cua luộc thì luộc được ba tới đâu là đỏ tới đó đó. Thì giờ là đỏ hai càng rồi đó, còn nguyên khúc dưới luộc luôn. Thì tới cái phần thời vận và sức khỏe của các bạn, thì các bạn có Queen of Pentacles, bạn có lá Two of Vessel là Two of Cup, bạn có Nine of Bounds là chính gậy, và bạn có lá Ten of Stones. Stone tức nghĩa là 10 tiền. Đối với bài của các bạn á, mà nói là thời vận á, tụi này mắc rồi ha, tụi này công việc hoặc là cái gì đó thấy ghê, nhưng mà thời vận của các bạn thì nó cũng đỡ thấy ghê hơn. Mình nói có má nuôi là đúng, có má nuôi thiệt, có Queen of Pentacles. Trong cái trải bài này, thời vận của các bạn mình không gọi tốt, nhưng mà mình nghĩ khi cần có một cái sự giúp đỡ từ ai đó thì chắc chắn chỉ cần mở lời ha. Nhà này có một cái gốc rất là mạnh. Nói chung tụi hai này mình cảm giác có một cái hậu phương, mình không biết nó vững tới cỡ nào, nhưng mà bạn chắc chắn có hậu phương. Bây giờ bạn có nói không thì mình cũng nói là có. Còn từ khi bạn không biết thôi, chứ hậu phương của các bạn vững lắm. Mình thấy một số bạn trong tháng này sẽ có thay đổi về nhà cửa, sẽ có thay đổi về có mua một cái gì đó mới về đồ vật trong nhà, hoặc là có sắm sửa một cái đồ vật gì đó liên quan đến trang trí. Cũng không hẳn là quần áo, nhưng mà nó là một cái đầu tư liên quan đến việc gọi là lâu dài.
trong tháng này cũng có một cái cơ hội nào đó để bạn kết nối với một người mới, và người này mình không gọi là người yêu, mà dĩ nhiên là mình không biết là người yêu hay là ai, nhưng mà trong tháng này chắc chắn sẽ nhận được một cái gì đó từ ai đó, có thể là đồ ăn, có thể là một cái duyên ăn uống, một cái chuyến đi ngắn ngày, hoặc là một cái lời offer, một cái gợi ý, một cái chỉ điểm, một cái chỉ dẫn nào đó ở đây. Sức khỏe của các bạn thì trong tháng này mình nghĩ là nên để tâm tới vấn đề gọi là cái đầu của các bạn nó lung tung lắm, nó lu su bu lắm, nó xà bần xà sữa gì trong đó, mình cảm giác nó rất là nhiều thứ ở trong đó. Thành ra các bạn giống như là cố gắng clear nó, hoặc là làm sạch nó, hoặc là relax nó, hoặc là nếu mà bạn nào đang có ý định đi uống tóc, đi duỗi tóc, đi làm tóc, làm đẹp, đi tân trang bản thân thì nên cân nhắc lại cái gu, cái style, cái salon, cái gì đó ở đây ha. Xin chào các bạn, chuẩn tuổi số 3 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để nhầm quên tiếng người, phải kêu gọi, hay tụi kia đó đã bị kêu gọi thì tụi này cũng phải được kêu gọi. Đó là YouTube nó kêu mình là nên kêu gọi các bạn subscribe đi, bởi vì trong một clip mình chỉ có kêu gọi một lần thôi đó, thì thành ra các bạn cứ chịu khó nghe giùm mình ha, subscribe nha. Rồi sao mình đã ít nhất là được thêm lần nữa, mỗi tụ một lần là được 3 lần. Yeah. Công việc trong tháng 6 là bạn có Knight of Cups. Có The Lover. Công việc mình lên bài như là lên bài tình cảm. Xong cái hỏi tình cảm đến như bài công việc, xong rồi ăn lòn luôn. Bạn có lá Pay of Soul. Knight of Pentacles, tụ này ngon mà. Xuất sắc nha mấy đứa, xuất sắc luôn. Công việc trong tháng này của các bạn có ba ý, để ý lại mới thấy tụi này có ba lá hoàng gia, 1, 2, 3, ba bộ khác nhau. Một cái là bộ cốc, bộ kiếm và bộ tiền, thiếu bộ gậy. Ê, có đen lười không, có đen hơi lười không? Đối với những bạn chọn tụ số 3, công việc của các bạn trong tháng 6 này nhìn chung á thì mình thấy là không tệ đâu. Mình thấy là có thể trong tháng này các bạn sẽ hơi muốn nhín thời gian ra để dành không gian và thời gian riêng cho bản thân. Ở một góc độ khác á, thì mình cảm giác là các bạn hơi lười. Cái lười này nó đến từ thâm tâm, nó đến từ lương tâm cắn rứt đã nát hết của các bạn rồi. Nhưng mà thật ra tôi vẫn muốn lười, bởi vì mình cảm giác là nó có cái gì đó liên quan đến stress. Một chút gì đó liên quan đến stress, một chút gì đó liên quan đến cảm xúc cá nhân. Một cái gì đó nó liên quan đến gọi là tôi cảm thấy muốn có một cái khoảng không để phục hồi lại năng lượng, với lại dự định làm cái gì đó ở đây. Tụ ba này mình thấy có nhiều cái trong đầu của các bạn nó đang lẫn quẩn loanh quanh. Nếu thật sự nha, bạn nào mà đang gặp vấn đề, gặp vấn đề thì hơi sai, mà là bạn đang có những cái băn khoăn trăn trở liên quan đến khía cạnh tình cảm, chẳng hạn như là một cái việc gì đó mà dính tới tình cảm, hoặc là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, hoặc là tình cảm anh chị em, nói chung một cái khía cạnh liên quan đến cảm xúc nó chi phối cái tinh thần làm việc của các bạn, thì bài nó nói giống như là mình nghĩ đó là cái điều cần cho bạn để bạn trưởng thành. Mặc dù mình không biết cái độ tuổi của bạn nó nằm ở cái khung nào, nhưng mà mình vẫn thấy cái tụ này nó còn, mình không gọi là quá non và xanh, nhưng mà tuyệt nhiên thì nó cũng không có chín. Bạn có thể là một người rất giỏi trong công việc, nhưng mà trong tình cảm mình cảm giác bạn tào lao lắm. Cái tào lao của các bạn nó đến từ cái việc đó là bạn là một cái người, mình dùng từ là không có rõ ràng. Mình thấy nha, nếu mà bây giờ trong công việc của các bạn mà bạn đang cảm thấy là mình làm chỗ này cũng được, mình thấy mọi thứ nó ổn, mình muốn phát triển bản thân mình, một là bạn đầu tư hơn ở cái chỗ hiện tại, tức nghĩa là bạn phấn đấu hơn, bạn cố gắng hơn, bạn tìm cách để phát triển hơn, hai là bạn đi tìm môi trường khác. Còn bạn á thì kiểu giống như là bạn cảm giác giống như là bây giờ mình đi chỗ khác thì cũng chưa chắc nó phát triển, nhưng mà mình ở lại chỗ này thì nó cũng không chắc sẽ là phát triển. Thành ra không biết làm sao, nhưng mà thâm tâm thì cũng không biết làm sao, mà đi thì cũng được mà không đi thì cũng được, tại vì cái nào cũng có lý do để bạn biện hộ cho nó hết. Trong thâm tâm bạn thì bạn có câu trả lời rồi, nhưng mà bạn cũng không có làm theo thâm tâm của bạn đâu. Nói chung bạn là gió theo chiều nào thì bạn nghiêng theo chiều ngược lại. Bởi vì bạn không thích thổi theo đúng chiều, mà bạn nghiêng theo chiều mà gió nó thổi thì bạn cũng cảm thấy giống như ối thối sai rồi. Còn nếu mà bạn theo kiểu giống như là bạn nghiêng theo chiều ngược lại thì thôi, mệt quá, ta cũng không có muốn nghiêng theo cái chiều ngược lại. Rồi tôi cũng không biết mấy người muốn sao, mấy người muốn bứt nóc, mấy người bay hay gì.
công việc của các bạn á, nếu trong công việc của các bạn trong thời gian tới nha, mà các bạn có nhận được một cái lời đề nghị, đề xuất, một cái lời offer, một cái cơ hội nào đó nó khuyến khích các bạn rằng thử sức ở một cái mảng, một cái lĩnh vực, một cái gì đó nó khác một chút xíu, hoặc là nếu bạn cảm giác bạn chưa đủ năng lực, bạn chưa đủ trình độ, bạn muốn học lên, bạn muốn đi tìm một cái cơ hội liên quan đến việc học, hoặc là bạn đang muốn kiểu giống như là tích lũy thêm á, thì bạn cứ cân nhắc giữa cái việc là có nên nhận hay không. Tại vì mình thấy tâm của các bạn là cảm thấy là bận, là quá nhiều thời gian rồi, nhưng mà trong bụng thì vẫn cảm thấy giống như là muốn làm trung thành công tiếc việc. Còn nếu mà bạn đang có ý định đổi việc, chuyển việc, đi tìm một cơ hội mới thì bài này lên là xách ba lô lên và đi thôi. Tại vì mình thấy là đi là có đó, không có thiếu việc cho các bạn đâu. Về tình cảm và các mối quan hệ nói chung thì bạn có Seven of One, bạn có Tower luôn, giống như Tower, bạn có Temperance. Nhìn bài lên thấy gớm quá, xin phép 5 phút mặc niệm nha, thấy gớm. 8 kiếm, nói chung bài này lên thì thôi, cái phần tình cảm á thì nói chung nhìn bài thì mình ra câu trả lời rồi, nhưng mà mình không biết lựa lời để nói làm sao cho nó nghe cho nó dễ chịu. Chán quá. Đối với tình cảm hoặc là cái mối quan hệ nói chung của các bạn trong tháng này, có thể có một cái sự kiện nào đó nó diễn ra, nó giống như sét đánh ngang tai, và bạn cảm giác giống như là tình huống này là một tình huống khó để giải quyết. Cái khó này nó đến từ bên trong và cũng cả cả bên ngoài. Bên trong là bên trong của các bạn này, còn bên ngoài là bên ngoài của cái tower. Vấn đề ở chỗ bạn muốn cân bằng, bạn muốn cái này và bạn cũng muốn cái kia. Temperance là dung hòa, là vung sáng, là cái nào đúng thì làm, mà bây giờ cái nào cũng đúng, hoặc là làm cái này thì cái này đúng, cái kia sai và ngược lại. Thì mình không biết cái mối quan hệ hoặc cái câu chuyện tình cảm hoặc là cái gì đó ở đây nó có trục trặc cái gì, nhưng mà bài lên là bạn nằm ở trong thế không thể chọn được cả hai. 8 kiếm bạn, 8 kiếm là án binh bất động, là chỉ biết cầu trời khấn Phật, nói chung là kiểu giống như là mong chờ một cái sự thay đổi nào đó bằng một cái phép màu nào đó, ý của mình nó là như thế. Nhưng mà cái vấn đề nó cũng nằm ở một cái chỗ đó là do bản thân bạn không có đủ mạnh mẽ thôi. Giống như ở đây con chim nhỏ này nó bay, bạn là con thiên nga bự hơn nó nha, nhưng mà bạn nói ôi trời mình chắc không bay được đâu, bởi vì ở trên đây là cái con này nó đang lượn như thế này, thì mình bay là chắc chắn là nó thấy mình là nó bắt mình lại. Ủa nhưng mà tại sao con chim nhỏ này nó không bắt, mà tại sao nó cắt ngay mình, mà tại sao mình không dùng cái mình bay nhanh hơn con chim nhỏ này mà, nhưng bạn sợ bạn không bay. Mình cảm giác cái mình vẫn khẳng định cái câu chuyện này nó đến nguyên nhân xuất phát cũng từ bên trong bạn thôi. Chỉ là bạn để cho cái bên trong đó nó bị kiểm soát bởi luôn cái bên ngoài. Giống như mình thường nói là cái câu chuyện này mình chỉ là ví dụ thôi nhé, là những cái bạn mà nằm trong cộng đồng LGBTQ+ thì sẽ hơi rơi vào cái tình huống như thế này. Dĩ nhiên mình không nói bạn nằm trong nhóm đó, chỉ là một cái ví dụ cho bạn dễ hiểu, như là bây giờ bạn là người đồng tính và bạn muốn come out, bạn muốn bước ra ngoài, bạn muốn cho mọi người biết bạn sống thật, hoặc ít nhất bạn muốn nói với ba mẹ của các bạn, thì thứ mà bạn sợ nhất đó là nói ra gia đình không chấp nhận là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bị tống cổ ra ngoài, hoặc là bị đối xử bất công, hoặc là bị như thế này như thế kia, và bạn không dám công khai. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, khi mà giống như gia đình kiểu cưới đi, hỏi tại sao chưa quen ai, hoặc là để giới thiệu cho, thì làm sao mà quen được, kiểu giống như là tức đó, một là bể bóng, hai là bóng gồng, thì bạn chỉ có hai lựa chọn, một là bóng gồng, hai là bể bóng. Ba là bạn bứt phá ra, bạn đi ra ngoài, bạn ở một mình mà không chơi với ai hết, thì bạn đang nằm trong cái tình huống này. Và cái tình huống của bạn đó là lưỡng toàn, không có kỳ mỹ ở lộn, lưỡng toàn, nói chung là không có đường đâu cho các bạn đi. Thành ra bài lên là đến một lúc nào đó thì bạn cũng phải suy nghĩ coi là bạn nên quẹo trái hay quẹo phải. Còn nếu không thì cuộc đời nó cũng sẽ vả dương mặt bạn đi cho băng quẹo. Rồi đối với những bạn nào mà còn độc thân vui tính thì bài này lên tiếp tục vẫn độc thân vui tính đi, bởi vì bài này lên không thể nào nói có bồ được. Còn nếu mà bạn đang mê ai đó, bạn đang để ý ai đó, bạn thích ai đó thì bài này lên đúng á. Người đó có để ý bạn á, người đó có thích bạn á, người đó có tầm tèm, có để ý tới bạn, có một cái cảm xúc nào đó dành cho bạn chứ không phải không. Nhưng mà họ không thấy ở phía bạn có động tĩnh hoặc là có một cái gì đó nó rõ ràng, thành ra họ cũng không rõ ràng với bạn. Đối với bạn nào mà
đã có người yêu hoặc là đã có một mối quan hệ rồi, thì cái bài này lên nó nói là hai bạn cần phải có sự dung hòa, cần có một cái sự cân nhắc và tôn trọng nhau nhiều hơn. Bởi vì trong cái mối quan hệ giữa hai bạn không có yếu tố cam kết, không có một cái yếu tố cân bằng, cũng như là không có một cái yếu tố dung hòa, dung hợp, không có chữ hợp ở đây. Mặc dù hai bạn có thể chấp nhận và bỏ qua những cái thứ ngoài lề, chẳng hạn giống như là cãi nhau xong rồi im, không hợp tính nhau thì thôi, không chửi nhau, không mắng nhau cũng lại yêu nhau. Nhưng mà cái mối quan hệ nó không có bằng các bạn, nó không có bằng phẳng, nó không có những cái cảm xúc thân mật, nó không có những cái gì cao trào, nó cũng không có những cái sự quyến luyến, không có những cái tình cảm, những cái cảm xúc mà nó mang tính mặn nằm sâu thắm. Giống như mình yêu nhau bởi vì mình là người yêu của nhau, nhưng mà không có lạ cái gì hết. Kiểu giống như là quen thì đi ăn, buồn thì đi thôi không đi ăn, kiểu giống như vậy. Tại vì mình cảm giác cái mối quan hệ này tưởng vậy nhưng mà không phải vậy, mà tưởng không phải vậy nhưng mà là vậy hết. Về thời vận và sức khỏe của các bạn thì mình thấy là các bạn có Lana One, bài toàn Lana không mà toàn là kỵ sĩ không mà, thì bài này sẽ có rất là nhiều biến động và thay đổi. Rồi mới nói xong có Pay Up Bow, tức nghĩa là Pay Up One, đúng rồi. Có The Journey là lá đét đó quý vị, và các bạn có Six of Stone là Six of Pentacle là sáu tiền. Đối với bạn, thời vận và sức khỏe nói chung nó cũng không có đẹp lắm, nhưng mà nhìn chung trong cái trải bài này thì hai cái vế hai bên là đẹp nhất, còn phía tình cảm thì thấy gớm. Thời vận của các bạn thì mình thấy là các bạn đang trong một cái giai đoạn chuyển giao, và cái chuyển giao này là cái chuyển giao cần thiết được phải xảy ra với các bạn, bởi vì nó là một cái nút thắt để cho các bạn biết rằng mình nên làm gì với cuộc đời và lựa chọn của các bạn. Mình sẽ cảm giác bạn học được một cái gì đó nó liên quan tính chính trách nhiệm, bạn không thể trốn tránh mãi, và bạn cũng cần phải trưởng thành hơn. Giống như mình nói bài bạn toàn là Nai với Page, thì hai lá đó không phải là người trưởng thành, hai lá đó chỉ nằm ở giai đoạn gọi là thử thách và góc nhìn mới, trải nghiệm mới thôi. Thành ra cái cơ hội mà nó đến với các bạn là để cho các bạn hiểu được đó là đôi khi cơ hội nó đến chỉ có một lần và nó sẽ đi mãi mãi. Hoặc là nếu bạn không biết nắm bắt cơ hội đó thì cũng đừng trách vì sao cơ hội nó không đến, hoặc là tại sao mà bạn không thấy cơ hội nó đến. Không phải nó không đến mà bởi vì bạn không nắm nó và bạn không thấy nó. Rồi hoặc là nếu giả sử trong mọi Nine of One với Pay of Cup đó, ở lộn Pay of One với Nine of One nó đi chung với nhau á, thì bạn nên đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ quá. Bạn đừng có nghĩ rằng mọi thứ nó chỉ là A hoặc chỉ là B, nó sẽ còn những cái lựa chọn khác. Hoặc là nếu bạn không tự do biết được thì tại sao không nhờ người khác. Về sức khỏe của các bạn thì mình nghĩ đó là nên mình cảm giác các bạn bị stress nhé, khá là nặng, hoặc là đại loại là càng bị căng thẳng, bị bạn nào có vấn đề về dây chằng, có vấn đề về xương, có vấn đề về cơ, có vấn đề về đau nhức, mình không biết đau cái gì nhưng mà đại loại là đau với nhức, thì nên đi khám bác sĩ. Hoặc nếu bạn có vấn đề về lưng, về khớp, về hông thì cũng nên đi kiểm tra giùm mình ha.